20 năm gắn bó với việc vẽ tranh cổ động, họa sĩ Lưu Yên Thế là một trong 23 người hưởng ứng cuộc vận động sáng tác phòng chống dịch Covid-19 lần này. Bệnh tật, đang nằm viện. Thế nhưng mà nhận được thư mời thì thấy là tôi ốm thì ốm cũng phải cố gắng đóng góp tí chút nào đó để mà cùng với toàn dân phòng chống dịch Covid. Hai sáng tác của họa sĩ Yên Thế nằm trong số 14 bức tranh cổ động có chất lượng nổi trội được lựa chọn để in tuyên truyền. Cùng lớp thế hệ với họa sĩ Yên Thế còn có họa sĩ Duy Trúc, người cũng đã có 16 năm đam mê sáng tác tranh cổ động. Trong tranh thường là tôi vẽ chú ý những đồng bào dân tộc, vì một là cái trang phục của bà con rất đẹp. Tôi nghĩ ra là vẽ hình ảnh của hai mẹ con là chuẩn bị đưa con đến trường thì phải sắm được đầy đủ tiêu chí của Bộ Y tế đưa ra. Nếu như là những cái cuộc dự thi khác thì tôi cũng không làm. Thực ra mình cũng có tuổi hơn nữa, là thời gian nó gấp quá, cũng có 5 ngày thì riêng cái cuộc này thì mình không thể bỏ được, vì đây là trách nhiệm của họa sĩ. Mình muốn đem những nét vẽ của mình là đến với mọi người để phòng chống dịch Covid. Tôi tin là cái đại dịch này chúng ta sẽ thắng lợi. 103 là số lượng lớn tác phẩm được gửi về, gây bất ngờ cho ban tổ chức. Những hình ảnh, khẩu hiệu được thể hiện hấp dẫn, sinh động. Nội dung thông điệp vừa rõ ràng, trực quan, vừa mang tính cổ động, khích lệ cao. Bên cạnh đó, những bức tranh này cũng truyền tải đến công chúng thông điệp về cách ứng xử, việc chọn lọc khi tiếp nhận thông tin, tránh tâm lý hoang mang trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Thị xã Sơn Tây đã tiến hành in và triển khai công tác lắp đặt tranh cổ động tại nhiều khu vực trên địa bàn. Tranh được in ra dưới dạng bạt khổ dọc, chỉ cần được nẹp vít đơn giản vào khung sắt, cột cố định tại nhiều điểm tập trung đông dân cư. Chúng tôi đã nhận được 14 mẫu với 600 các cái bức tranh tiêu biểu, và đây là cơ sở để chúng tôi gửi ít nhất cho mỗi một xã phường là 40 bức. Những bức tranh cổ động này sẽ có một cái hiệu quả tuyên truyền, góp phần thành công trong việc phòng chống dịch bệnh Covid đang bước vào cái giai đoạn mới, cần phải tập trung cao độ. Khi tôi nhìn thấy những cái hình ảnh này thì tôi thấy rất là dễ hiểu và phong phú, để giúp cho chúng tôi có nghĩa là hiểu thêm về dịch bệnh và để phòng chống dịch bệnh tốt hơn. Bên cạnh băng rôn, tranh cổ động cỡ nhỏ cũng đã tới với từng tổ dân phố trên địa bàn. Người dân có thể dễ dàng tiếp cận những hình ảnh và thông tin tuyên truyền trực quan về phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngay tại các nhà văn hóa. Tôi thấy rất là vui. Đây là một cái tuyên truyền rất là hữu ích. Mọi người đều có thể dễ nhìn, dễ hiểu, đấy, dễ nhớ. Và ngay cả từ các cụ già đến các em nhỏ cũng đều có thể tiếp cận được với tranh này. Con thích nhất là hình ảnh những bác sĩ đã khám cho bệnh nhân để khỏi bệnh. Sốt, ho, khó thở, đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Chung tay phòng chống dịch Covid-19.